Ngay đây. Dạ. Ngay đây hồi đó nó không có cái đường lộ này. Cắt ngay đây là có đường mòn, đường chuột chạy nhỏ xíu à. Rồi ông lại đây ông ở đâu? Ôi ơi. Đó ngay đây nè, ngay đây đâu có đường lộ, có đường mòn chuột chạy chút xíu à. Ông chôn cặp ngay nhà ông đó đó. Trời. Đó phải không? Ông chôn cặp hai đứa hàng cột ở dưới hai đứa. Quẹo qua là chính là ngay chỗ này luôn. Ừ. Dạ. Ngay cái cầu quẹo lên cầu thang thì đứa nhỏ, đứa 16 tuổi. Còn hai đứa bự thì nằm đó. Trời. Xin chào cô bác quý anh chị. Cũng như ở clip trước thì Bùi Hồ có hỏi trực tiếp về nhân chứng là ông Tư Nhã, người mà đã chứng kiến toàn bộ cái câu chuyện về vụ án hai tửng năm xưa, cũng như là những cái người mà đã chết một cách. Thì lúc trước thì hai tửng ở đâu hay ông Tư ha? Ông ở đằng ngọn bìa trên này chút, rồi cái ông sau này ông bán ghe. Dạ. Ông bán ghe ông lợi đây, ông hỏi ông cắt cái trại ngay đây nè, nhà ngay đây. Nhà đây luôn hả ông Tư? Đây, ngay đây. Dạ. Ngay đây hồi đó nó không có cái đường lộ này. Cắt ngay đây là có đường mòn, đường chuột chạy nhỏ xíu à. Rồi ông lại đây ông ở đâu hơn năm gì đó, ông mới gây ra cái vụ án là ông giết người. Dạ. Chứ ông ở thì ông mới đầu ông trị bệnh không à. Ông ở rồi ông trị bệnh, ta cũng tới lui theo đường đây nè, ta trị. Rồi ông mới nãy xin ý định là ông mới giết người. À, nhà ông quay ra mấy sông gì hay không Tư? Quay cỡ xuống sông luôn. Dạ. Rồi lúc đó thì ông giết xong rồi ông chôn ở đâu không Tư? Ông chôn nhà ông quay cỡ xuống sông. Ông chôn vách bề dưới này thì hai đứa. Ở chỗ này luôn không Tư? Ngay đây. Ừ. Ngay đây. Ôi ơi. Đó ngay đây nè. Ngay đây đâu có đường lộ, có đường mòn chuột chạy chút xíu à. Ông chôn cặp nhà ông đó đó. Trời. Đó phải không? Ông chôn cặp hai đứa hàng cột bề dưới hai đứa. Quẹo qua là chính là ngay chỗ này luôn. Ừ. Dạ. Ngay cái cầu quẹo lên cầu thang thì đứa nhỏ, đứa 16 tuổi, còn hai đứa bự thì nằm đó. Trời ơi. Nước năm đó nước lớn lắm. Nên mấy ở dưới tỉnh, huyện mới đem dán lên. Khi phát hiện dở vụ án rồi phát hiện là đem dán lên là bao. Là làm cái bao quan, tấn mũ, rút nước ra đào. Đào rồi đâu có ai làm mà mượn tôi được cái lợi với anh em rể tôi, lợi tôi moi, đào moi lên lấy. Tôi lấy gì mà về đó là một nhiễm trùng luôn tháng đó. Ủa sao không Tư? Vì cái chất độc đó. Dạ. Nhiễm trùng nó nhiễm trùng cái. Nó bốc mùi lên đó. Ừ. Nhiễm trùng đâu tháng. Lúc mà lần đầu tiên mà ông moi cái nạn nhân lên thì ông thấy sao không Tư? Moi xuống thì gặp nó đồ đạc nó y nguyên, nó đầu vỏ dùng nó mau đó, nó cũng còn mở được, nó mới gã. Trời ơi. Ừ. Ghê lắm ơi. Chỉ có mình ông Tư mới dám lấy thôi. Ừ, tôi với anh em rể tôi. Trời ơi. Ừ. Giờ ăn cơm được không Tư? Bình thường có gì đâu, tôi đâu có sợ gì đâu. Thấy thằng này nó cái lòng dạ nó nhẫn tâm lắm, nó ăn chay nữa đó. Dạ. Chứ phải nó không ăn chay rồi, nó nói tôi nó ăn chay nữa đó. Nó ăn chay, mày ăn chay với thịt đó. Vợ nó đem thịt lên không à. Như là trước đây là cái con đường này là không có, không phải là một cái con đường. Đâu có. Mà nó là con đường mòn. Đường mòn mà nó nằm dưới đất ruộng không à. Dạ. Nó nằm dưới đất ruộng không chứ nó đâu có ấy đâu, nó đâu có đường lộ gì. Đường lộ này sau này sáng nó mới dẹp lên, nó mới múc chứ đâu, nó đâu có đâu. Dạ. Ôi ôi. Ồ, thằng này nó dữ lắm. Nhà của anh Tư đó, nhà anh Tư Phèn đó đó. Dạ. Anh hồi đó anh cũng thân với là bạn bè thầy bùa này nè. Chứ mà thầy bùa này nó biết tôi, nó thời này nọ chứ nó đâu có ớn. Anh chơi với nó rồi sau này đó nó lỡ, nó đi qua là không có có mình dâu ở nhà đó. Nhỏ cháu của mình dâu đó nó ở nhà rồi, mà mẹ y lại kiếm chuyện y, nói con ma con quỷ này nọ rồi kia về, tôi mới nói y mới cự với thằng này nè. Nhỏ này dâu này thì nó cũng đẹp gái đó. Dạ. Giờ anh đe tôi nói nó anh coi nghĩ không có đừng có chơi nó, đụng mẹ thằng này nó hại đó nha.
nó lợi nó nói nhà ông có ma có quỷ này nọ, là ông biểu vô ông ấy đằng cho nó bắt ma bắt quỷ đó, nó kiếm chuyện đó nghe, thì mới cự cự mấy chuyện ấy dơ đó chứ không ấy là cũng là nạn nhân nợ cậu nó nhiều lắm, nhiều người này nọ nghe cũng đồn nhau không mà người lên mấy nhỏ cháu tụi tụi với thằng Long nó cháu dầu dưới cũng lên la nó. Nó đi về đi, nó đâu có trị bọng gì đâu, tại nó kiếm chuyện gì chứ. Mà thằng này thì tôi biết nó, tôi biết nó là nó lợi dụng vậy thôi, chứ nó thật đó là mình xét thấy nó không có trị bọng gì đây. Nhà nó ở đây chứ, mà tối ngày đóng cửa không à. Trong cái nhà đó, đó nó có cái tấm dán cái đường hầm. Bởi khi đóng cửa cho nó đi là nó chung với dán, dở dán nó chung với sàn á. Cái nhà nhỏ mà điện làm sàn được cái dở với chung với đi đó, mình đâu có phát hiện nó đâu, cái chuyện nó làm đâu có phát hiện. Sau này thì vô là thấy ở trong nhà có bùa chú gì không ta? Sao không, nó để thì bùa này này nọ đồ kia, để bùa chú này nọ đồ kia, nó thờ hà bá gì đâu tùm lum hết á, mà nó dừng nó che tối ngày hoài à, nó đâu cho ai vô. Rồi tới chừng là dở ổ rồi bắt mình mới phát hiện, mình vô mình mới thấy. Dạ. Bởi công an vô mới thấy mới trong cái thùng đó đó. Chứ nó lại nhà người ta chơi không, chứ nó đâu cho vô nhà nó đâu. Ông Tư cũng chưa vô luôn. Không vô. Có đi ngang đi lại đứng nói chuyện đó thì có. Ồ. Có nghĩa anh này ảnh có cái điều kỳ lạ là lợi nhà người ta chơi nhưng mà ảnh không cho người ta vô nhà ảnh. Không có cho vô nhà ảnh. Không có cho lại quen quen đứng ở ngoài. Ảnh đóng cửa không mà đâu có vô được. Dạ. Ông Tư có khi nào mà thử nói để tao đi vô nhà mày chơi không? Thằng ông nó đâu, mình đâu có lấy, mình thấy lợi thì đứng trước cửa đó hỏi, rồi đứng nó hỏi đó mình làm gì nói chuyện này nọ rồi mình đi đâu, nó đâu có, mình đâu có vô đó, tại mình cũng không có thích gì đó, mình biết nó gì rồi mình không có tới lui. Dạ. Nọ nó đi lại đặng thì nói nó trị bệnh hay là nó dài bùa ngải gì đắng, gặp tôi là kiếm chuyện, tôi biết nó rồi tôi ngầu hoài, tôi đâu có gì đâu, tôi cho nó núp ở ngoài gốc cây đó hoài luôn, sợ tôi lắm đâu dám vô núp. Tôi ngầu ghét rồi. Ông chủ nhà anh Tư nói phê rồi không ấy, về đi chứ về ngủ, bị tôi biết nó nghe gột gột hay sao là tôi biết nó tới rồi. Nó ngầu ngoài tôi nói cho mày mũi cắn thấy bà nội mày luôn, tôi ngầu nhà hoài, tôi bộ tôi uống nước trà hoài, tôi đâu có về. Biết ông nói cái tôi thâu về, tôi về là y vô liền. Cái con người mà có lòng gian thì gặp sợ thường gì? Sợ hay không Tư ha? Sợ lắm. Ông chú Mượm nuôi dèo cá lóc ngay đây nè, ngay chỗ đó đó. Ngay chỗ này ha? Ngay đó, dạ. Ngay chỗ đó đầu chạy đó. Dạ. Nuôi dưới sông, cái trại ông cắt cái trại nhỏ mà đó gì đó. Tôi hay xuống ổng, chỗ anh em này tôi xuống ổng tôi uống nước chứ tôi không ghé đây, đi ngang không à. Mà gặp tôi ngồi đó là nó đâu dám ghé đâu. Giờ mà kêu uống nước tẩn ơi là nó đâu dám. Đi công chuyện không dám. Tôi ngồi là không có tôi là không khi nào nó vô đây. Bị vô hầu tôi chói. Đậu trị bệnh đằng nhà chú Bảy đang gặp tôi cũng chói. Bởi nó ớn tôi lắm. Vì tôi chói không à. Tôi nói bị gì mình biết là nó làm đâu có được đâu mà. Mà tại vì nó nổ, nó nói gì, nó mượn cái cớ rằng nó làm gì chứ đâu có đâu, bùa ngải mẹ gì. Nghe nói mà có lần là anh nói là ảnh thư á, ảnh thư ảnh yếm gì cho ta chết là ông Tư sợ không? Dễ gì, tôi còn biểu nó là mày dám không, nó nói tao đâu phải giết người dễ ông Tư, nó sợ. Tôi nói giờ tao nè, giờ mày nói mày bùa mày hay đó, mày làm sao mà mày nói cho tao nghe coi, mày làm hay là mày thư mày yếm cái gì cho tao biết thấy nghe coi. Nó tạo đâu quá dễ ông Tư, nó kêu ông Tư không à, nó đâu phải mà muốn giết người hay là này nọ mà có bùa ngải mà làm được đâu, tại mình biết nó không có bùa ngải, nó không có cái khả năng, cái trình độ nó, tại vì mình theo mình biết á, còn những người không biết thì tin nó, chứ tôi dễ thì tôi tin, đâu có tin đâu. Lúc mà lấy về cái phần mà thi thể của mấy cái nạn nhân ở đây nè ông Tư, thì gia đình của họ có chứng kiến không? Gia đình có chứ không? Có lợi. Có lợi rồi, đó là lấy của ai thì đứa nào thì bỏ riêng ra.
rồi nó chờ nó ấy rồi nhà nước mới giao cho gia đình dắt lấy lên đó, không có gia đình kia là tờ đông dữ lắm, ở đây nước lớn người ta chuồng ghe đậu nên lớp lớp chuồng không à, bèo chiếc hết rồi, còn hơn hỗ trợ coi phải nói, còn phải nói công nhận là ông Tư cực kỳ gan, đối với người bình thường thì cũng khó mà đi xuống mà để mà lấy cái những thi thể nạn nhân lên. Còn thường chết đó là tôi đó, tự tôi là tôi ra rồi là mấy y là nhà, bác sĩ được kia nó phẫu thuật nó làm rồi là tới 2 giờ đêm đó. Là đêm đó trắng đêm luôn. Và ông Tư trực tiếp chứng kiến luôn. Có nghĩa là ba nạn nhân thì hai tấn chung ở đây. Còn một nạn nhân này chung ở ngoài kia là phát hiện luôn. Phát hiện mới moi đó mới lấy đó. Nhà chính quyền cho công an được ghê tới. Công an ghê tới lấy lên. Đào moi lên đàng hoàng rồi để nó nằm đó. Nằm đó là nó mới phẫu thuật này nọ được ghê. Nó xét nghiệm. Bác sĩ nó làm. Làm đâu tới. Với nó tôi coi cũng 2 giờ. Thì mấy bác sĩ nó nói gầu rồi đó. Anh coi đó. Anh chôn cất chỉ đi, tôi với chồng nó với hai anh em nó với hai bằng bạn nữa thì, ba ngày cũng mãn sinh nó ướng lên đó thúi thấy mẹ tôi hỏi mấy bác sĩ tôi nói vừa có thuốc men gì không đưa đây đặng tôi là vô tôi liệm tôi ấy tôi khiêng nó vô, nó đâu có đâu mấy tôi cũng đâu có thuốc men gì đâu. Rồi mang ông mang bao tay vô, rồi ông lấy cái thùng dầu nè, ông rửa, ông chế vô. Nó nói còn mấy tôi làm còn phần thùng đó ông làm đi, đưa vô, chứ không có gì đó. Mà trời, đưa dầu nó không hầu không có gì đấy. Ngộ. Dầu xăng dầu mình không được. Dầu lửa đó, đưa vô liệm. Nhưng mà cô chắc cũng có người sau lưng ông hậu thuẫn trong hay sao chứ bình thường người bình thường nghe mùi cái con vật mà nhỏ nhỏ mà nó ấy mất nó chết thôi mà cũng nghe mùi khó chịu hay không Tư? Còn được mấy anh em nó hỏi. Mấy anh em nó nói nó kêu tôi ăn không mà nó nói mặc đồ cho nó không Tư tôi nói không thằng ô đồ nào mặc vừa đã nó sình nó chướng lên kiểu này đây để thí đi lấy ba cái đồ của mấy bác sĩ đó tôi khiên vô tôi lót đàng hoàng khiên vô lấy ba đồ bác sĩ tôi đắp thí mẹ nó lại chứ có mặc đồ nó chưng lên bành kia nó sình. Không ngờ một cái nơi mà yên bình như thế này cách đây khoảng hơn gần 20 năm về trước thì nơi này lại là từng xảy ra một vụ án kinh hoàng. Thì sau 20 năm dịch trở lại đây thì nơi này thì vẫn điều hiu vắng vẻ như ngày xưa. Tôi mấy đứa này bởi tưởng này tôi thấy nó chết là cũng vừa. Nậu nó làm mấy. Nó mấy đứa này không tôi cực tôi muốn chết tôi luôn. Nậu Phượng không mà từ đó ha. Liệm đàng hoàng rồi đưa xuống ghe chở lúc lên trển á, lên ngòn gạo á, đẩy vô đó, khiêng lên chôn. Tôi chôn là về tới nhà là 5 giờ sáng đó. Là xuống tắm là 5 giờ sáng luôn. Trời. Sáng đêm có những cái chuyện mà người ta này nọ người ta bày ra là này nọ mình đừng có nên mê tín mà mình chạy theo mình nghe theo người ta. Không có ở trên đời này sống là nó không có gọi là những cái bùa ngải hay là này nọ hay là những cái gì nó hay ho. Mình có đau bệnh thì cứ việc lại ngay bệnh viện đó, bác sĩ người ta giờ là người ta hay. Dạ. Hay người ta tài giỏi chứ đừng nói mà giờ mà tin tưởng theo bùa ngải hay là này nọ được chứ. Tới thời kỳ này rồi đâu có nói là gọi là bùa ngải hay là gì nọ nữa. Ngày xưa đó là nói thầy pháp thầy phụ này nọ cũng giả không à. Phụ nữ người ta hay mê tín này nọ được chứ. Ham linh, ham nghiệm, mê tín chạy theo. Chứ thực tế là mình theo mình xét kỹ là nó không có cái gì đó. Bây giờ mình thấy cái gì thực tế như thầy bùa này cũng nghe ví dụ nghe người ta đồn cái chạy theo là nó. Còn cái những người ta có cái trí thức người ta lợi là người ta nhìn cái dàn cảnh là ta biết là thằng này nó lừa đảo rồi, nó kiếm chuyện rồi, nó hại người. Chứ còn cái người mà không ấy này nó mê lợi nó nghe nó nói chuyện
Đó, người ta biết rồi người ta lợi, người ta đâu có lợi nữa. Dạ. Đâu có thuốc men gì đâu mà trị. Nó trị bệnh nó xong người ta đó là tôi nói mày xong. Bà nội mày biểu tôi dằn tiếp nữa. Tôi nói mày xong kiểu này bà nội người ta cũng chết nữa, mày cũng chết nữa tửng ơi. Nó xong mà nó nấu nồi xong xả rồi thuốc này thuốc kia đồ kia đủ thứ. Rồi nó đổ dầu Phật linh mình đó, đâu 10 chai vô đó đó nó nằm bà nội tôi chịu không nấu nữa. Để nó lấy mền nó xong nó trùm ta lại ở trong nó dễ chết không đó. Trời. Tợ tợ ngọt nó chặt bà nội tôi thứ đó nồng đâu có chịu nấu đâu. Dạ. Đó nhiều khi rồi mình thấy nó làm mà mình biết. Tôi thấy nó làm tôi coi ngầu coi nó trị hoài gì. Mà nó chết người ta hết hà bá. Cũng ông chú Bảy ông cũng mê tính nó đứng nó dòm nó chỗ nhà ông nó đào về xuống là khoảng 5-6 mét đó. Nó đào nó kiếm vàng á. Thầy cũng ông từ chỗ mê tính nó mấy gì đây nè. Tôi nói đào bà nội tôi có gì dưới mà vàng ở đâu đây ở dưới. Tại cũng lòng tham. Ký ức của mấy người ở trong vùng Cù Lao này thì đâu có quên được cái vụ quán khai tửng. Mà biết thì cũng những người mà biết được cái câu chuyện này thì từ hơn 20 tuổi trở lên hay không Tư? Ừ. Khoảng 30 tuổi. Đúng rồi. Mà khi cỡ 30 tuổi này nọ đồ kia cũng đâu có gành, đâu có biết cái lịch sử. Bởi vì tôi ở đây hồi đó nhà đây vắng vẻ, đâu có nhà đâu. Dạ. Chịu rồi. Giờ mới có nhà đông, có tí dân cư ở đây đâu có. Vắng hiu. Tôi học cách mạng thành công về đây, tôi lên đây rồi tôi cách trại tôi ở, bị đất ở đây, đất ngoại đây nè, lên đây tôi ở rồi. Dạ. Ừ. Thành thử ra mình cái chuyện gì ở đây mình biết gần lắm. Đây già dưới cũng đây già dưới là nhà, hầu như nhà nào nó cũng có ghé nhậu uống nước rồi chơi đấy. Mà không ghé nhà không? Không ghé nhà tôi sang bền nó không ghé. Mà tôi bạc đặc biệt tôi mặn gì là nó mặn tết. Tôi xuống tôi đắp ngọn bằng tôi tứ núm rồi kia đó là y cũng đắp thì làm tết dữ lắm. Mà tôi cho gì núm y ăn y không ăn. Vậy đó. Làm gì thì y làm tết. Thì rủ y lên nhà chơi không lên đứng ngoài sân đó nói chuyện rồi đi vậy. Cái dung mạo của con người thì nó cũng thổ lộ ra cái tính đó, ác hơn tôi. Đúng rồi. Thì giờ tại vì nó biết mình mặc dù mình bằng mặt chứ mình không có bằng lòng với nó. Bị mình chống nó không à. Thành thử ra nó đâu có khoái mình. Ở nhà nào đúng ghé đâu mà nhà tôi đặc biệt nhà tôi là vợ tôi nói sao nó không dám lại nhà mình tại. Nó đứng nó mộng kêu lên nó không lên, không lên là không đó, dứt khoát không lên. Cái về đi chứ không lên. Đứng ngoài sân đó, đứng ngoài đường. Chứ đâu có dám lên đâu. Còn nhà nào từ bên sông đây dài đến mương bảy, đây dài xuống dưới mương tạo nhà nào đó. Lại ra nó ghé điều gan quen nó lặng ghé trên. Nhậu rồi kia đàng hoàng. Tôi là dứt khoát. Uống nước trà với tôi nó còn không dám uống. Ông chú Mười nào ở đây nè mà kêu nó uống trà mà có tôi là nó không dám. Tư phèn đắng nấu nước trà rồi kia. Có tôi là ở ngoài chứ không dám vô. Cảm ơn ông Tư đã chia sẻ về cái câu chuyện năm xưa để cho cái một là bài từ mê tín dị đoan, hai là để cho những cái lớp trẻ có thể biết được những cái câu chuyện mà gọi là chấn động một thời của cái vùng Cù Lao của quê mình. Thôi con chào ông Tư, chúc ông Tư luôn có sức khỏe. Dạ.